2. Ngâm bồn nước nóng với 3. À, ba về rồi nè. Ba về rồi. Mừng anh đã về nha. Ba ba. Chà, mệt quá mệt quá. Ây, gỡ được cái cà ravat này ra tự nhiên thấy khỏe hẳn. Thoát được nó y như là thoát được công việc vậy. Được nghỉ ngơi, được tự do. Đã đến lúc mình trút bỏ hết mọi thứ, trút bỏ hết những thứ gì vướng bận trong cuộc đời của mình rồi. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Hai đứa. Ủa, quần áo ba đâu rồi ta? Nhà thì công nhận là mới thiệt, nhưng mà ba của mình phải vẫn là ba của mình như cũ mới đúng chứ. Hư quá nghe. Từ từ ba sẽ thay đổi mà. Hôm nay tại ba mệt quá. Hôm nay tivi có chương trình gì hay không ta? Ông xã ơi, ông xã, anh dẫn tụi nhỏ đi ngâm bồn nước nóng giùm em được không anh? Lại anh nữa sao? Mọi khi là em tắm con mà. Anh đi làm về mệt muốn xỉu luôn đây nè. À đúng rồi ha, anh đang mệt ha. Em cũng đang mệt đó nha. Vậy thôi, để anh đưa mấy đứa nhỏ dễ thương đi cũng được. Mấy đứa ơi, đi ngâm bồn nước nóng đi mấy con. Trời ơi, muốn nghỉ ngơi chút xíu cũng không được cái bà này. Anh lẩm bẩm cái gì đó? Không có, anh có nói gì đâu em. Nè cô Sen ơi, cởi đồ ra đi con. Hả? Sao tự nhiên ba kêu con cởi đồ vậy? Trời, mắc cỡ quá. Con đang nghĩ cái gì vậy? Ngâm nước nóng mà, nghe chưa? Ngâm nước nóng đó. Quang ơi, đi tắm bồn nước nóng, sao bà không chịu nói sớm chứ? Thì ba đã nói rồi mà. Ủa em con đâu? Ở đằng kia kìa. Hả? Ngày ấy à. Mình ghét ngâm nước nóng vậy mà. Chật quá. Hãy đi nhẹ nhàng thôi. Đứng yên, anh Yoshito. Tác giả cậu bé bút chì, chúng tôi có lệnh bắt anh về tội đảo ý tưởng tự tranh. Tiêu rồi. Thì ma ơi, đi tắm bồn nước nóng bụng bụng với ba ngang con. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Hima, ra đây đi. Hima, đứng lại. Ủa, hắn đâu rồi? Hắn trốn đâu rồi? Hắn ở quanh đây thôi à? Chắc chắn là chưa thoát được đâu. Ui da, Himawari nó trốn đâu mất tiêu rồi ta. Nó kìa. Đứng lại. Đứng lại. Bắt được con rồi. Trời ơi, đau quá. Lại chạy đi đâu nữa vậy trời? Hắn ta trốn đã mất tiêu rồi, thiệt tình à. Tìm cho thật kỹ đi, đừng để hắn đánh lạc hướng. Tôi biết rồi, chắc hắn ở đây thôi. Chắc là ở đây. Con đâu rồi? Chắc là trốn ở đây. Chỗ trốn tốt quá ha. Cái này là cái gì đây? Chắc chắn là quần của Usu Yoshito rồi. Chắc là còn cái khác nữa. Tới khi nào thì anh mới chịu đưa mấy đứa nhỏ đi tắm đây hả ông xã? Chút nữa. Không, đi liền. Bộ ba còn đau hả bà? Đau chút. Em nó đang hỏi ba đau hả đó bà ơi. Vậy à, cảm ơn con nha. Ngâm bồn nước nóng đã quá. Ba ghét ngâm nước nóng nhưng ngâm rồi thấy đã quá trời. Ba ơi. Cái gì? Xin cũng muốn được như là Hima nữa. Được. Người đang mệt mà vô ngâm bồn nước nóng, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết trơn hết trời à. Trời ơi, ngộ ghê ha. Himawari, con đừng có cục cửa chân của ba mà. Ba nhột quá. Thiệt tình. Coi kìa, bỏ hai cái chân ra đừng có đạp như vậy. Con đau. Trời ơi, chết bà luôn á con. Đạp cái gì mà đạp. Dạ, vậy thì xin chơi trò làm bong bóng nổi lên. Nổi lên rồi. Hồi nhỏ bà cũng chơi trò này giống con vậy đó.
Thêm lần nữa. Ủa, mà sao làm lâu dữ vậy ta? Xin vô tình xì hơi rồi. Cái gì? Ai cho con xì hơi ở chỗ này hả? Hima. Chẳng lẽ là... Trời ơi Hima, con khó chịu ha. Đợi chút, chỗ này không được. Đợi chút con, trời dạ, ơi dạ. Hima ghê quá à. Hima dừng lại, đang chịu đi con. Ghê quá à. Trời ơi dạ, mẹ nó ơi dạ. Làm gì mà tối nay mới cho con ồn ào quá lên. Vậy kìa dạ. Trời ơi trời. Chọn quà sao khó ghê á. Nè, lâu lắm rồi cả đám tụi mình mới tập hợp lại với nhau ha. Được rồi, mọi người tập trung ở công viên nào đây? À, hôm nay mình có việc bận, không đi được rồi. Hả? Không đi được sao? Có việc bận là việc gì á? Bí mật không nói được đâu. Bí mật hả? Nghi ngờ lắm nè. Kazama đang làm chuyện gì mờ ám lén lút có phải vậy không? Mình không có làm chuyện gì mờ ám lén la lén lút hết. Mình chỉ đi mua sắm chút thôi. Bye bye nghe. Mua cái gì vậy? Bí mật. Mua cái gì mờ ám mà không thể nói cho ai biết vậy hả? Sao cứ nói tôi mờ ám hoài vậy? Cái này không mua không được đâu. Mình mua quà tặng bà của mình đó. Thế thì ra là vậy. Bà nào ta? Sao đó giờ mình có nghe cậu nhắc tới đâu. Đào ngốc. Là bà của mình. Chính là mẹ của mẹ mình. Bà của mình ở dưới quê lên chơi. Ngày mai là về rồi. Nên mình phải đi mua quà tặng cho bà. Mà nè, mua gì tặng cho bà thì được ta? À để coi. Mua đồ hiệu tặng bà cũng được á. Mắc lắm, mua không có nổi. Đừng có mua, làm cái gì đó tặng cho bà đi. À, mua vé massage da cho bà đi. À, cũng được đó. Nhưng mà nhà bà ở dưới quê, làm sao bà đi tới chỗ massage được? Hay là nhặt một cục đá ngộ ngộ ở Kawahara, rồi khắc tên lên đó làm quà tặng bà đi. Cục đá sao? Thôi đi, đi kiếm cũng mệt mà tặng còn mệt hơn. Mình thì có một thứ không có tốn tiền, không cần tốn thời gian mà bà rất thích luôn á. Cái gì vậy? Thì nịnh bà thiệt nhiều giống như vậy nè. Bà ơi, bà là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, rất trẻ trung quyến rũ. Bà ơi, bà không có giống như bà lão 80 tuổi già nua đâu. Khoan đã, bà mình mới có 58 tuổi thôi à. Vậy hôm nay, nhiệm vụ của đội đặc nhiệm Kasubabe chúng ta là đi tìm quà tặng cho bà của Kazama nha. Không cần đâu, ủa? Mình đi một mình cũng được rồi, bye bye nha. Bạn bè với nhau bài đặt ngại nữa chứ. Mấy cái ly uống cà phê này thiệt là mắc quá đi. Mấy cái ly rẻ này chắc là mua được nè. Nhìn nè, mấy cái ly này coi được lắm á. Bạn đi theo tôi làm cái gì? Thì tôi thấy bạn Kazama cứ phân vân không biết chọn cái nào nên tôi mới lo giùm thôi chứ bộ. Chuyện này đâu có liên quan cái gì tới bạn đâu. Mấy cái này nhìn đơn điệu quá, không đẹp. À, mấy cái này đẹp nè. Tôi thấy nó xấu quá cả, nghĩ sao mà chọn cái đó vậy trời. Thôi bạn nói bà, sao bạn để ý chuyện của tôi hoài vậy? Đừng có đi theo nữa coi. Tôi đâu có đi theo đâu, tình cờ đi về hướng đó thôi. Bạn đi hướng đó đây. Tôi không có thích đi hướng đó đâu nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phải tìm cách lừa nó mới được. Quá, Okura Yoko kìa. Hả? Đâu? Hay quá, lừa được nó rồi. Định lừa mình gì vậy? Đi thang cuốn sẽ nhanh hơn á nha. Cuối cùng cũng lừa được nó rồi. Thông báo tìm trẻ lạc. Chúng tôi đang tìm một em bé khoảng 5 tuổi, tóc dựng đứng, tên là Kazama Tooru. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng nếu ai thấy bé ở đâu, xin liên lạc với nhân viên gần nhất. À, xuất hiện rồi ha. Tooru đúng là hỏng ngoan, hôm nay làm trẻ đi lạc nữa.
Em cảm ơn chị nhiều lắm, xin lỗi đã làm phiền chị. Tìm thấy Kazama rồi. Hay quá ha, dẫn vậy đủ rồi. Ủa, chưa mua quà nữa hả? Cậu cứ đi theo phá hoài làm sao mà mua được chứ. Quyết định rồi, mua cái này. Cậu có suy nghĩ kỹ chưa vậy? Rồi. Chị ơi, gói quà cho em đi. Rồi, em đợi một chút nha. Cho rồi. Rồi xong, rớt cái bóp luôn rồi. Thôi mà vui lên đi. Nếu có ai nhặt được thì cũng đem tới đồn cảnh sát hoặc đem đến nhà cho cậu thôi à. Đừng có để ý làm gì nữa, không có gì đâu. Cậu không mua được quà, nhưng quan trọng là tấm lòng của mình có đúng vậy không? Nói nhiều quá, tất cả là tại cậu hết đó xin. Món quà nhỏ gửi đến bà. Bà ơi, cái phiếu ăn nhà hàng này đợi khi con lớn lên. Tháng lương đầu tiên con nhận được, con sẽ dẫn bà đi tới nhà hàng bà thích. Bà thích món nào con đãi bà thoải mái luôn. Chúc bà sống lâu, khỏe mạnh cho tới khi đó nha. Con, Toru. Xong rồi. Phiếu ăn nhà hàng hả? Ý tưởng hay thiệt đó. Cái gì? Lần này là ai bị bắt nữa vậy hả? Hối lộ là không được đâu đó nha. Không phải là hối lộ, là phiếu ăn nhà hàng, cậu có hiểu không? À, nghĩa là khi Kazama lớn lên, bạn ấy sẽ dẫn bà đi ăn nhà hàng đó. Ờ, món quà này hay quá. Hay hơn là vé massage da luôn. Mình cũng sẽ bắt chước bạn ấy. Cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua suôn sẻ. Cái bóp bị mất của mình cũng đã tìm lại được. Nếu mà một ngày diễn ra theo như dự định thì kết quả đã khác rồi. Nhưng mà nếu cậu không có lớn lên thì sao đây? Nếu mà mức lương á thấp tẹt thì sao? Biết đâu tới lúc đó cậu đã quên mất tiêu cái chuyện này luôn rồi. Mình không phải là Shinosuke nên nhất định là không quên chuyện này được. Đâu có ai biết trước chuyện tương lai đâu chứ. Shinosuke, sao bạn cứ đâm thọt hoài vậy? Thấy chưa, mình đã nói rồi, đâu ai biết được chuyện gì xảy ra đâu. Chết rồi. Trời ơi, cái quần tột rồi. Đừng có buông tay nha, buông là té đó. Mình buông ra nha. Không được, không được. Cha, 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 cha. Cả nhà cùng sưởi ấm. Lạnh quá. Hôm nay lạnh thiệt đó. Trời ơi, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Lạnh tới nỗi không đi đánh golf nổi luôn. Lạnh thiệt là lạnh, lạnh quá trời quá đất. Trời ơi, chân của bạn hôi quá à. Hôi muốn chết luôn á. Trời ơi, đó là chuyện thường ngày thôi mà con. Dám nói xấu bà hả? Xin đã cố tình chui vô đây để sưởi ấm rồi. Cái bàn này không phải để chui vào, cái bàn này là để sưởi ấm. Hả? Cái bàn này là để chui vào mà. Không phải, để sưởi ấm thôi. Anh nhỏ nhen quá đi. Vậy ai nói cái bàn này là không phải để chui vào? Căn cứ vào đâu hả? Ây, công nhận ngày lạnh mà chui vô cái bàn này chắc đã lắm. Là anh nói chui vào đó nha. Cái bàn này quá đã, được sinh ra ở nước mình đúng là điều tuyệt vời. Ha, nếu mà sinh ra ở Hawaii thì làm gì có cái bàn này. Ba mẹ nói Hawaii làm Shin tự nhiên thấy thèm quýt ghê luôn á. Ba mẹ nói tới Hawaii thì liên quan gì đến quýt hả cô Shin? Ăn quýt đi mẹ. Hai mẹ con nói tới quýt làm anh cũng thèm quá trời quá đất. Bà xã, đem quýt lên đây đi. Thôi, em không muốn chui ra khỏi cái bàn này đâu. Nếu anh thèm thì tự mà đi lấy đi. Trời ơi, có bà vợ lạnh lùng quá đi. Vậy thì cô Shin, vì con là người nhắc tới quýt cho nên con có trách nhiệm đem quýt lên đây ha. Tại sao Shin phải đem lên? Không lẽ ba nghe Shin nói tới quýt cái tự nhiên cái ba thấy thèm hay sao vậy? Bó tay bó chân bó não với con luôn. Nghe tới cái gì thèm cái đó chính là bản năng của con người mà con. Vậy khi mà ba nghe nói tới công việc là ba muốn đi làm luôn, có phải vậy không? Sao mà so sánh vậy được chứ. Thôi được rồi, ba sẽ đem quýt lên nha. Xin cảm ơn ba nhiều nha. Mày nói cảm ơn có nghĩa là mày kêu ba đem quýt lên thiệt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng quỷ nhỏ. Bực rồi đó nha. Thôi quyết định quản tù ti đi. Thấy cũng được á. Tù si thì tù si, có gì mà sợ. Chỉ còn cách đó thôi, quyết phân thắng bại. Ba ơi, mẹ ơi. Hả? Mẹ sẽ không chơi đâu. Vậy hả? Vậy thì lát nữa mẹ có muốn ăn xin cũng không cho mẹ ăn đâu nha.
Chính xác. Một lát nữa Cấm nói cho mẹ một miếng đi con. Đó, cho dù một lát có xin cũng không được ăn một miếng nào hết trơn. Được rồi, vậy tu si thì tu si, sợ cái gì? Quả nhiên là có âm mưu ăn quýt rồi. Chuẩn bị nè. Một, hai, ba. Quán tu si. Nói sao thì lúc đầu cũng tính là như vậy mà. Anh tự mà đi làm vẫn tốt hơn ha. Nè, có bà trái. Sao không ai nói gì hết trơn vậy ta? Cảm ơn anh ha. Mẹ cho liền. Đợi mẹ một chút nha. Yêu nè, không yêu nè. Trời ơi, lột mấy sợi này vui vui ghê ha. Trời ơi, mới lột có một muối mà ba cũng than quá trời quá đất là sao vậy trời? Không phải than, làm như vậy mới luyện được tính kiên nhẫn đó con. Phải cố gắng kìm nén lại dù rất muốn ăn, như vậy không phải tốt sao con? Hả? Ba coi nè, xin không lột mấy sợi này luôn. Ngọt quá trời. Chua quá, sao chỉ có trái của mình chua vậy? À, có một trái thôi hả, muốn ăn thêm quá à. Ba cũng muốn ăn trái khác, trái này chua quá. Thì mình quá. Vẫn còn táo đó. Ủa, táo hả? Cũng được á nha. Hả? Xin cũng muốn ăn. Ai da da. Ở phía bên trong bếp có một cái hộp đó. Lúc nãy bà đã đi lấy rồi, bây giờ tới lượt người khác đi đi chứ. Lúc nãy là lúc nãy chứ. Đúng vậy, mẹ nói y như bà nói vậy á. Ba nè. Thôi, hai mẹ con nhà này không nhờ được ai hết trơn hết trời. Trời ơi. Ghét ghê, anh phải bỏ cho đàng hoàng chứ. Anh biết rồi. Từ đây mà anh bỏ vào chính xác thì mới hay chứ. Ai mới là người không ngờ được hả? Bắt đầu lại đi, quán tu si. Ai cũng muốn ăn táo hết có phải không? Xin chán chơi quản tù xì rồi. Mình bốc thăm đi ba. Bốc thăm thì bốc thăm. Chữ yêu, bộ thăm ở đâu? Ở trên cái kệ, ở tầng 1 đó. Trên tầng 1 lận. Vậy, mình quản tù xì, xem ai đi lấy bộ thăm đi ba. Ý hay, ai quản tù tì thua phải đi lấy bộ thăm. Còn ai bốc thăm thua thì... Ê, bực mình rồi nha, quyết định quản tù tì đi. Ai thua thì phải đi lấy táo cho tôi. Đúng rồi á mẹ. Ba đúng là phiền phức quá. Thì con nói ra trước chứ bộ. Tù si thì tù si. Quảng tù si ra cái gì? Ra cái này. Xui cái gì mà xui quá mạng vậy trời. Kiểu như cuộc đời của ba là vậy mẹ ha. Anh nhớ lấy vào gọt trái cây nữa nha. Sẵn tiện lấy giùm xin quyển truyện tranh siêu nhân luôn nha ba. Lấy giùm em quyển mua sắm online luôn nha. Không phải muốn sai cái gì thì sai đâu nha. Táo nè. Vợ yêu, gọt táo cho anh đi. À ha, lâu rồi anh không có gọt táo cho em ăn đó. Em lại vậy nữa rồi. Đi vậy để xin gọt cho. Trời ơi, nhắm được hôn thằng quỷ nhỏ. Được chứ, xin đã từng làm rồi mà ba không nhớ hả? Để cho con nó tập làm đi anh. À, nghi ngờ quá. Vậy con gọt đó nha. Đi. Trời ơi, gọt giỏi ghê kìa. Tiếp đi con. À, cái này là của ba nha. Trời, cái gì, nói thiệt sao? Phải rửa cho sạch đi chứ. Cuối cùng thì con cũng làm được rồi ha. Giỏi quá, Shinosuke. Chuyện nhỏ à ba. Hôm nay đúng là mình gọt táo giỏi quá trời luôn. Ba mẹ nhìn cái này đi, cái này là dài nhất trong bộ sưu tập giỏ của Shin á. Shin định là sau ngày cưới của Shin, Shin sẽ cho mọi người xem á. Tính xa dữ. Xa đâu xa. Vậy thì Shin sẽ lấy điện thoại chụp hình lại rồi gửi cho Kazama nha. Nè, gửi mail xì bam thì cũng không được đâu đó. Đúng. À, cái đó của Shin mà. Bà biết rồi. Mẹ cũng muốn ăn một miếng nữa. Ngon quá. Con sẽ chụp hình làm hình nền cho điện thoại của ba nha. Thôi khỏi.